xin chào tất cả mọi người nha. Là mình đây, Tuyền, nhân viên chăm sóc khách hàng tại cửa hàng xe máy Bảy Vinh. Địa chỉ cửa hàng mình là tổ 3, khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, Tân Uyên, Bình Dương nha. Thì mọi người muốn mua xe hay gì đó thì cứ nhắn tin số điện thoại ở dưới clip cho mình để mình tư vấn cụ thể cho mọi người luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng xe không trả trước nha. Đó. Thì hiện tại thì mình đang đứng cạnh với mình là dòng Winner X. Thì Winner X hiện tại nó đang có hai dòng, Winner X V32 với V3 nha mọi người. Đó. Thì Winner X hiện tại á, là đứng cạnh mình là có một con Winner X màu đỏ xám nha. Này là Winner X V2 nha. Đó, bản xe BS cho mọi người luôn. Đối với bản xe BS đó, hiện tại bên mình đang có giá là 33 triệu nha. Đã bao gồm thuế VAT đầy đủ cho mọi người luôn. Đối với bản ABS đó, thì hiện tại bên mình đang có giá là 35 triệu đã bao gồm thuế VAT đầy đủ cho mọi người luôn nha. Đó. Thì cái này thì mọi người, cái này thì bên mình hỗ trợ trả góp luôn nha. Đó, thủ tục trả góp rất đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân á, là căn cước nhân dân là bên mình có thể lên hồ sơ làm thủ tục góp cho mọi người rồi. Nếu mọi người có bằng lái xe hay sổ hộ khẩu hay bảo hiểm y tế được công ty cấp á, thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người lãi suất ưu đãi luôn nha. Đó. Qua đây thì nó có màu đỏ này mọi người. Đó, bản CBS luôn, màu này là màu zin nha mọi người. Ngoài đây có một con màu xám đỏ này, màu này là bên mình độ lại nha, ABS cho mọi người luôn. Thì đối với dòng ABS thì nó sẽ chống trơn chống trượt cho mọi người luôn nha. Thì bỏ qua dòng V2 á, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người vòng Winner X V3 nha. Là hai hoa luôn. Đó, bên đây có màu xám này, bản ABS luôn. Thì đối với bản ABS đó, thì đối với dòng V3 á, thì hiện tại bên mình đang có giá là 35.500.000 nha. Cái này thì bên mình đã bao gồm thuế VAT đầy đủ cho mọi người luôn. Ngoài đây thì nó có màu đỏ nhám này, bản ABS luôn, 35.500.000 nha. Còn đối với bản C hiện tại với mình đang có giá là 33.500.000 nha. Đặc biệt khi liên hệ trước với mình đó, thì mình sẽ giảm cho mọi người 1 đến 2 triệu đồng nha. Đến cửa hàng thì có quà khác có giá trị lên đến 1 triệu đồng cho mọi người luôn. Thì qua đây thì có một cái con màu xanh này mọi người đó, màu này rất là được các bạn trẻ ưu chuộng luôn nha. Thì màu này là phanh ABS cho mọi người luôn, chống trơn chống trượt cho mọi người luôn nha. Thì bên mình có hỗ trợ màu sơn, lên màu sơn, đổ màu sơn cho mọi người luôn nha. Thì cái này bên mình đổ màu cà biệt cho mọi người luôn. Thì mọi người muốn sơn màu hay đổ màu gì đó thì cứ nhắn tin lên liên hệ số Zalo mình để mình tư vấn trực tiếp cụ thể cho mọi người luôn nha. Nhận ngay phần quà ưu đãi nhất có thể cho mọi người luôn. Thì mọi người muốn mua xe hay gì đó thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc số điện thoại ở dưới màn hình để mình tư vấn cụ thể cho mọi người nha. Xin chào.